được gặp các bạn trong video mới. Video hôm nay mình muốn mời các bạn cùng mình vào bếp để làm món mì lạnh Hàn Quốc. Đây là gói mì lạnh mình mua được ở chợ Hàn Quốc. Mình đã làm một video đi chợ Hàn Quốc rồi. Nếu như các bạn chưa xem thì hãy tìm link đâu đó ở trên màn hình, hoặc mình sẽ để link ở dưới phần description box. Bây giờ thì chúng mình hãy cùng mở gói mì lạnh này ra và xem thử ở bên trong có gì nhé. Hình ở trên bao bì thì mình thấy có nước sốt màu đỏ nè, rồi có lê, có củ cải vàng, có dưa leo với lại có trứng. Hiện tại thì nhà mình không có dưa leo với lại lê. Mình nghĩ là mình sẽ luộc trứng, sau đó ăn kèm với nước sốt này chắc cũng đã ngon rồi. Ở bên trong chia thành từng gói như thế này rất là sạch sẽ. Có hai phần ăn. Và đây là hai gói nước sốt có sẵn trong củ cải nên này các bạn, hai gói luôn. Bây giờ mình sẽ đi đun nước sôi và luộc một gói mì ăn thử. Mình đang đun nước sôi đây các bạn ạ. Ở trên hướng dẫn ghi là phải trộn mì này trong nước sôi trong vòng 50 giây, vì đây là mì tươi nên không có cần phải trộn lâu. Trong khi chờ đợi nước sôi thì mình sẽ đi luộc trứng. Mình đã nấu mì xong rồi đây. Bây giờ mình sẽ ăn thử rồi nói cho các bạn biết vị của mì này như thế nào nhé. Thời tiết ở chỗ mình đang rất là nóng, vậy nên ăn mì lạnh này là số 1 luôn đó các bạn. Ở trên bao bì có ghi là bỏ thêm dầu mè thì mùi vị sẽ ngon hơn. Và thật sự là thơm hơn rất nhiều các bạn ạ. Mời các bạn. Mình đem bao bì ghi là spicy nhưng mà không có cay lắm. Mình sẽ ăn thử một miếng củ cải. Củ cải mặn mặn ngọt ngọt, chua chua rất là ngon các bạn ạ. Mình đang ăn với nước sốt nè. Mình rất thích cái củ cải này, rất là đậm đà. Cái mì lạnh này thì phần mì của nó rất là dai. Mình sẽ ăn thử một miếng củ cải này nè. Mình sẽ ăn thử một miếng trứng lạnh. Ngon lắm các bạn ạ. Trong cái gói của cải muối có cái miếng này giống như thịt muối ở đó.